tại bò tư chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2022. Bò trực tiếp về trại gồm có Barbie cơ bắp, hấp kem. Thì nguyên cái lô bò Barbie kem, hấp kem đích cuồn cuộn. Về trại khá đông. Và chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo, xem xét chuồng bò có xe nhà giao tận nơi cho khách. Nguyên cái lô bò chuẩn bị xuống trại là gồm có Barbie cơ bắp. Nguyên cái lô bò giá rất là mềm. Có một cặp bò chỉ có giá là 39.500.000, một cặp 44.500.000, giá rất là mềm. Lên mở dây tuôn xuống chú Đạt với cổ, đạp xuống hết đi. Anh tuôn xuống hết chú Đạt. Sumo nè. Quá trời sumo xương sóc. Trời đất ơi. Chuông đại xuống ơi chú Đạt. Đạp xuống hết đi, cột sao? Bà bê này nhóc ở đây nè. Rồi chở đồ cậu cứ nhấp chuộng ra nè. Cái này dẫn ngưng kem này ra nè.
cho hàng đi. Bỏ nó lên tuôn xuống hết đi. Tuôn đạp xuống hết đi. Mở tuôn xuống hết đi chú đạp ơi.